Trong hai ngày 22-23 tháng 5 năm 2018, Bệnh viện Quân y 120 đã tổ chức hội thi điều dưỡng trưởng, hành chánh trưởng giỏi cấp bệnh viện lần thứ 2 năm 2018. Đến dự và chỉ đạo có Đại tá, Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Hồng Phúc, Giám đốc bệnh viện, trưởng ban tổ chức hội thi, các đồng chí trong đảng ủy, ban giám đốc, ban giám khảo, chủ nhiệm khoa ban, 40 thí sinh là điều dưỡng trưởng, hành chánh trưởng, điều dưỡng viên, nhân viên tài chính và hơn 150 cán bộ công nhân viên bệnh viện đến cổ vũ hội thi. Đại tá, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Mạnh Cường, phó giám đốc bệnh viện, khai mạc hội thi. Tham gia hội thi hôm nay có 40 thí sinh đến từ các khoa ban, các điều dưỡng trưởng đều đã được qua thực tiễn và thâm niên công tác. Tất cả các thí sinh về đây với lòng khát khao được giao lưu học hỏi để bổ sung nâng cao trình độ chuyên môn cũng như công tác quản lý và cách ứng xử chuẩn mực với đồng nghiệp, với người bệnh và người nhà bệnh nhân, coi người bệnh như là người thân của mình. Các đồng chí luôn tự hào vì mình là người đại diện cho khoa ban, gửi gắm niềm tin và không tránh khỏi sự lo lắng. Đây là cơ hội để thể hiện đáp lại lòng tin của ban lãnh đạo các cấp đã giao trọng trách này trên đôi vai của mình, trên tinh thần phát huy đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, quản lý giỏi và giỏi chuyên môn, khiêm tốn học hỏi, bình tĩnh tự tin, bản lĩnh vững vàng. Thay mặt cho lãnh đạo chỉ huy bệnh viện, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, ban giám khảo, các thí sinh đã đến dự hội thi. Chúc ban giám khảo làm việc công tâm, trách nhiệm, nhiệt tình. Chúc cho các thí sinh bình tĩnh, tự tin, phát huy hết khả năng, sự sáng tạo của mình để giành được giải thưởng cao nhất trong cuộc thi hôm nay. Chúc hội thi điều dưỡng trưởng hành chính trưởng giỏi bệnh viện lần 2 năm 2018 thành công tốt đẹp. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc hội thi điều dưỡng trưởng hành chính trưởng giỏi lần 2 năm 2018. Thiếu tá Huỳnh Sơn Khương, trưởng ban điều dưỡng bệnh viện, thành viên ban giám khảo thông qua quy chế hội thi. Phát biểu đánh giá tổng kết hội thi, Đại tá Phan Hồng Phúc, giám đốc bệnh viện, trưởng ban tổ chức nhấn mạnh, hội thi điều dưỡng trưởng, hành chánh trưởng giỏi cấp bệnh viện lần 2 năm 2018 đã có sự chuẩn bị tích cực, khẩn trương từ ban tổ chức tới các khoa ban, đặc biệt các thí sinh dự thi chấp hành nghiêm túc quy chế của hội thi, bình tĩnh, tự tin, trung thực, đoàn kết, học hỏi lẫn nhau, phấn đấu đạt kết quả cao nhất. Các đồng chí cán bộ được ban tổ chức phân công chấm điểm, giám sát trong hội thi thể hiện tốt tính công minh, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá chính xác về công tác chuẩn bị, tinh thần trách nhiệm của tập thể và cá nhân dự thi. Được sự quan tâm của ban giám đốc bệnh viện, nay ban điều dưỡng tổ chức hội thi điều dưỡng trưởng hành chánh trưởng giỏi cấp bệnh viện năm 2018 nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử của điều dưỡng trưởng hành chánh trưởng cho bệnh viện, góp phần tăng cường chất lượng khám và điều trị cho bệnh nhân trong bệnh viện và đem lại sự hài lòng của bệnh nhân và gia đình của bệnh. Chúng tôi thủ trưởng cùng toàn thể các đồng chí người điều dưỡng trưởng hành chính trưởng ngoài năng lực chuyên môn cần có công tác quản lý ứng xử giao tiếp đối với bệnh nhân và nhân viên trong khoa cũng như trong toàn bệnh viện với đồng nghiệp luôn luôn là một vấn đề rất là quan trọng đặt hàng đầu trong hiện nay. Vâng, đến với hội thi ngày hôm nay chúng ta có các đại diện của 20 khoa ban trong toàn bệnh viện. Đây là các đồng chí điều dưỡng trưởng hành chánh trưởng và điều dưỡng làm việc tại các khoa ban.
Và bây giờ chúng ta cùng chào đón 40 thí sinh tham gia hội thi ngày hôm nay. Đầu tiên xin được chào đón thí sinh đến từ khoa. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Tạ Hoàng Hải và đồng chí Trần Võ Thị Lam. Và hai thí sinh đến từ khoa 2 xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Nguyên và đồng chí Lê Thị Lụ. Và tiếp theo chúng ta chào đón hai đồng chí đến từ khoa A4, đồng chí Nguyễn Văn Phuộc và đồng chí Nguyễn Thị Thảo Nguyên. Xin được trân trọng giới thiệu hai đồng chí đến từ khoa A5, đồng chí Nguyễn Thị An và đồng chí Trần Thị Quỳnh Nhung. Và tiếp theo chúng ta xin chào đón hai đồng chí đến từ khoa A6, đồng chí Dương Thị Phương Đào và đồng chí Nguyễn Thị Trang. Và tiếp theo chúng ta chào đón hai đồng chí đến từ khoa B1, đồng chí Nguyễn Văn Trang và đồng chí Nguyễn Thị Trang. Và tiếp theo xin mời hai đồng chí đến từ khoa B3, đồng chí Phạm Hồng Dương và đồng chí Đỗ Thành Tùy Nhung. Tiếp theo xin được giới thiệu hai đồng chí đến từ khoa B4, đồng chí Lê Quốc Trung và đồng chí Vũ Thị Thảo Minh. Và tiếp theo chúng ta chào đón hai đồng chí đến từ khoa C2, đồng chí Hoàng Tiến Dũng và đồng chí Trương Thị Trúc Lĩnh. Đậu Thế Biểu và đồng chí Tô Mạnh Luân. Vâng, và hai đồng chí đến từ khoa C6, đồng chí Trương Mạnh Bản và đồng chí Nguyễn Thị Điều Em.
thuật và đồng chí Võ Thị Duyên. Em cầu cùng chúng ta chào đón hai đồng chí đến từ ban tài chính, đồng chí Nguyễn Ngọc Trọng Phượng và đồng chí Vũ Thị Hiền Lan. Vâng, vừa rồi chúng ta đã ra mắt 40 thí sinh tham gia hội thi ngày hôm nay. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ tinh thần. Phần thi lý thuyết thì ban tổ chức chúng tôi đã chuẩn bị sẵn các 40 câu hỏi và các đề cho các đồng chí làm bài ở tại vị trí. Sau 30 phút ban tổ chức chúng tôi sẽ thu bài ở tại vị trí. Xin mời thủ trưởng và tất cả các đồng viên chúng ta ổn định và cùng theo dõi và cùng kiểm soát thời gian làm bài của các đồng chí ạ. Và thời gian làm bài thi lý thuyết sẽ được phép bắt đầu. Các thí sinh sẽ phải trải qua hai vòng thi, thi lý thuyết và giải quyết tình huống. Ở phần thi lý thuyết, thí sinh làm bài thi trắc nghiệm trên giấy với nội dung về các văn bản quy phạm pháp luật trong khám chữa bệnh, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, kỹ thuật chuyên môn, kỹ năng quản lý, tổ chức và thực hiện chăm sóc người bệnh. Phần thi tình huống, thí sinh trả lời tình huống đã được chuẩn bị trước, được thể hiện ở video clip, PowerPoint, và phải trả lời thêm câu hỏi phụ do ban giám khảo hỏi trực tiếp để làm rõ hơn các vấn đề liên quan đến câu hỏi tình huống. Điểm mỗi phần thi được quy về thang điểm 100. Những cán bộ làm công tác điều dưỡng, trưởng, hành chánh trưởng là những người thường xuyên tiếp xúc với người bệnh. Những cử chỉ nhẹ nhàng, lời nói động viên, an ủi, sự chăm sóc tận tình, chu đáo của điều dưỡng trưởng, hành chánh trưởng sẽ góp phần làm giảm nỗi đau về thể xác và sự lo lắng của người bệnh, giúp họ mau chóng phục hồi. Tuy thời gian chuẩn bị có hạn, có nhiều khoa ban quân số ít, công việc nhiều, song với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết đã tạo mọi điều kiện cho thí sinh chuẩn bị tốt nhất cho hội thi để giành thành tích cao. Tiêu biểu như khoa hồi sức tích cực, khoa tiêu hóa nội tiết huyết học, khoa ngoại chung, khoa thận lọc máu. Hội thi lần này đã tạo phong trào thi đua, học tập trong đội ngũ điều dưỡng bệnh viện, đặc biệt là đã khơi dậy được lòng say mê nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc, tạo được phong trào thi đua rộng khắp, không khí sôi nổi trong toàn bệnh viện, khẳng định được tinh thần tự học, tự rèn, khắc phục khó khăn của cán bộ công nhân viên bệnh viện, thiết thực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Qua hội thi cũng đã giúp cho các thí sinh trau dồi, học tập kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng quản lý chuyên môn và cập nhật kiến thức về các chế độ bệnh viện. Từ đó góp phần nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nâng cao thái độ phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chăm sóc người bệnh. Hội thi đã thành công tốt đẹp trong không khí hào hứng, vui tươi. Các thí sinh đã thể hiện được trình độ, sự thông minh, duyên dáng, lòng yêu nghề và tâm huyết của người điều dưỡng đối với công tác. Tuy vất vả, khó khăn, nhưng cao quý của mình. Hội thi đã tôn vinh, khen thưởng những điều dưỡng giỏi của bệnh viện, động viên những cá nhân có tay nghề cao, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn bệnh viện, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới, xây dựng hình ảnh bệnh viện tận tâm, chu đáo, an toàn, hiệu quả, mang đến sự hài lòng nhất cho người bệnh khi đến với bệnh viện. Trong hai lần vừa rồi, ngày 2/3/2018, một khi điều chỉnh hành lý trưởng của bệnh viện Hải đã diễn ra trong một lần trong với chủ đề quản lý giỏi, giao tiếp thân thiện với người hài lòng. Hội thi đã tạo ra sân chơi bổ ích, tạo không khí thi đua sôi nổi để người đứng trưởng, hành chính trưởng cọ sát kỹ năng giải quyết vấn đề khó trong công tác quản lý, kỹ năng ứng xử với bệnh nhân và đồng nghiệp. Đây cũng là điều giúp cho bệnh viện đánh giá năng lực người đứng trưởng, hành chính trưởng của các khoa ban. Về các chức năng trưởng như sau: một là điều đứng trưởng, giải nhất, thiếu tá chuyên nghiệp Phạm Tiến Dũng, 3C2, kèm theo tiền thưởng 600.000 đồng.
giải nhì trung úy chuyên nghiệp Lê Quốc Vận 32 sản phẩm kèm theo thưởng 400.000 đồng. Giải ba trung úy chuyên nghiệp Lê Quốc Trung 34 kèm theo phần thưởng 300.000 đồng. Về các điểm điều viên, giải nhất đồng chí Đỗ Thị Duyên 32 sản phẩm kèm theo phần thưởng 400.000 đồng. Giải nhì đồng chí Nguyễn Thị Thu Hưởng 37 kèm theo phần thưởng 300.000 đồng. Giải ba đồng chí Lê Thị Huyền 32 kèm theo phần thưởng 300.000 đồng. Sau đây xin mời đồng chí có tên trong danh sách nhận thưởng lên nhận thưởng. Xin chào quý vị, đã tặng phúc các đồng chí có tên nhận thưởng.